Chào mừng các bạn trở lại với S Channel. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho những bạn đang dùng hoặc là sắp dùng Xperia Z2 một tin vui, đó là Sony đã chính thức cập nhật phiên bản Android 4.4.4 cho Xperia Z2, mang lại những thay đổi hết sức đáng giá. Và trong video này mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về những khác biệt, những tính năng mới hay là những cải tiến trong bản cập nhật lần này. Dễ nhận thấy nhất ngay sau khi cập nhật đó là sự phát phì lên của các biểu tượng ứng dụng giống với lại trên Xperia Z3. Lúc đầu thì mình cảm thấy khá là khó chịu với cái hệ thống icon to đùng này. Chúng đem lại cảm giác màn hình nhỏ lại và điện thoại bớt thông minh đi một chút. Nhưng nhìn lâu thì cũng quen dần, và một điều không thể phủ nhận là icon to thì sẽ dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng. Thêm một điểm khác biệt nhỏ nữa, ở giao diện thêm widget vào màn hình chính, tất cả đã trở nên phẳng hơn và thanh thoát hơn trước rất là nhiều. Và một số tính năng trước đây chỉ có trên Xperia Z3 nay đã được Sony mang lên Z2. Chúng ta có ứng dụng PS4 Remote Play giúp sử dụng Z2 để chơi game trên PS4. Thực ra thì Z2 của các bạn sẽ đóng vai trò như là màn hình hiển thị. Các bạn sẽ vẫn cần có PS4 và một cái tay cầm để có thể sử dụng ứng dụng này. Tính năng Hi-Res Audio sẽ giúp Z2 có thể kết nối với lại DAC, chơi nhạc định dạng cao. Cái này thì dành cho dân chuyên chơi âm thanh thôi, sẽ không giúp ích được gì cho việc cắm tai nghe nghe nhạc trên máy cả. Và Sony cũng không quên quan tâm đến người nghe nhạc phổ thông với việc mang tính năng DSEEHX lên Xperia Z2 trong bản cập nhật lần này. Tính năng này sẽ giúp nâng cao chất lượng của những file MP3 bị nén, giúp trải nghiệm nghe nhạc bằng tai nghe trở nên tốt hơn trước rất là nhiều. Thêm một tính năng hết sức thú vị nữa, đó là Z2 giờ đây đã có thể quay phim màn hình mà không cần rốt hoặc là cài thêm ứng dụng thứ ba. Tính năng này được Sony đặt ở ngay Power Menu, các bạn cần giữ nút nguồn một lúc sẽ thấy. Ngoài việc ghi hình từ màn hình thì các bạn còn có thể ghi hình từ camera trước của máy nữa, rất là hay. Đáng chú ý nhất là sau khi cập nhật, camera và loa ngoài của Z2 trở nên tốt hơn trước rất là nhiều. Camera cho chất lượng ảnh chi tiết và ít nhiễu hơn hẳn so với trước đây. Còn loa ngoài thì cho mức âm lượng to hơn hẳn. Ngoài ra trước đây thì loa ngoài của Z2 luôn cho cảm giác âm thanh bị chặn lại ở màng loa, không thoát ra được hết. Mình cứ nghĩ là nguyên nhân là do thiết kế chống nước của máy. Chả hiểu sao bản cập nhật lần này lại giải quyết được vấn đề đó, thật là kỳ diệu. Như vậy là mình vừa điểm qua những dữ liệu chính trong bản cập nhật Android 4.4.4 cho Xperia Z2. Bạn nào đang dùng Xperia Z2 có thể vào Setting, About Phone, Software Update để kiểm tra xem phiên bản Z2 của các bạn đã có bản cập nhật chưa. Hiện tại thì lên 4.4.4 các bạn sẽ phải chịu mất rốt. Chúc các bạn luôn hài lòng với chiếc Z2 của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.